Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa, lời của sứ điệp ngày hôm nay mà Chúa đặt lòng cho bọn của tôi để chia sẻ với bà chị em. Chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ chương thứ 18 từ câu 21 cho đến câu 35. Dạ, Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 21 cho đến câu 35. Chúng ta sẽ đọc theo thẻ đối đáp, tôi đọc một câu và mời thánh đọc một câu. Phi-rơ bèn đến gần Đức Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, chứ đến 70 lần. Về đêm, Đức Thiên Đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đệ tớ mình. Khi vua sổ xét sổ sổ thì cứ tìm gặp đầu tay kia thành vua của thành A-lơm. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ, con và gia tài người đặng trả nợ. Để đó là hàng ngày xong xuống thân chân quả mà chẳng đạt. Vua chủ xin hẹn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi để đó là trăm lần hoặc một năm trăm lần có thì mình đọc trăm lần thì mình không có tha nó nào hãy nợ cho ta. Kể từ tới ngày bạn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảm cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Sau khi giảm tôi cứ việc đã bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Nhưng để tớ có ra về gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Câu số 29. Người mẹ sắp được số mà xin giết theo tôi thì tôi sẽ trả nợ. Xong người chẳng cứ cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Chủ bèn đòi đệ tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đệ tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Chủ nổi giận phúng nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Câu 35. Nếu mà người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh mình thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Kết thúc câu chuyện ở đây, và trong cái phần kinh thánh này tôi chia sẻ với bà chị em một cái chủ đề, đó là tha thứ bao nhiêu là đủ. Tha thứ bao nhiêu là đủ. Một cái câu hỏi đặt ra là khi ai đó mà phạm lỗi cùng chúng ta thì tha thứ bao nhiêu lần là đủ. Đa phần thì chúng ta thường nghe một cái câu nói như này là nhất quá tăng là ba lần, phải không ạ? Có nghĩa là tha thứ ba lần rồi mới đến lần thứ tư là không tha được. Đó là cái cách của người ta nói, cách khác là nó có một cái giới hạn của sự tha thứ. Mà tôi không biết là trong anh chị em có ai đã từng tha thứ cho ai đó ba lần bốn lần chứ? Dạ, một chục lần luôn. Dạ. Và bao nhiêu là đủ? Không biết bao nhiêu là đủ. Và ở đây thì chúng ta thấy đây là cái câu chuyện mà sứ đồ Phi-rơ đã được Chúa ngài dạy. Và sau đó thì ông mới nói như thế này. Ở trong từ câu 15 ấy, thì Chúa nói là gì? Nếu anh em ngươi phạm tội của ngươi thì hãy trách mình, trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì anh đưa anh em lại. Rồi lần thứ hai đó là có hai ba người đến để trách người, và nếu người anh em thì được lại người đó, và nếu người không chịu nghe thì đưa ra trước hội thánh, tức là lần thứ ba. Mà nếu người không ăn năn nữa thì làm gì? Là cho đi luôn. Sau đó thì tức là gì? Đối với Phi-rơ đã được nghe Chúa như vậy thì cái người một người mà tha thứ là mấy lần ạ?
ba lần. Tức là cho cơ hội là ba lần, mà nếu không ăn năn thì coi như là thôi. Và trước nhất chúng ta hiểu về cái từ ý nghĩa về từ tha thứ này. Cái từ tha thứ ở đây trong cái tiếng Latin là từ aphimeni, có nghĩa là tha thứ, bỏ đi hay là bỏ qua, gạt sang một bên, chút bỏ nó, nhường nhịn hoặc là chịu đựng. Đây là ý nghĩa của từ tha thứ. Giả sử như ai đó làm cho chúng ta bị tổn thương và chúng ta chấp nhận cái điều người ta làm tổn thương để chúng ta không cần phải bị nặng lòng, bởi vì giữ nó trong lòng nó mệt quá. Cho nên chúng ta quyết định là gì? Bỏ nó đi, nhường nhịn, quăng nó đi. Đây là ý nghĩa của từ tha thứ. Và tại đây thì Phi-e-rơ hỏi Chúa là này, Chúa, nếu mà anh em của tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Đây là một câu hỏi. Nhưng mà Chúa chưa trả lời thì ông đã trả lời luôn: có phải đến 7 lần chăng? Vậy thì anh chị em thấy Chúa Giê-xu đang dạy ở trên là mấy lần? 3 lần. 3 lần đây không phải là 3 lần để tha hay là 3 lần của người phạm tội, nhưng đây là cơ hội để người đó ăn năn. Mặc dù cái người trên đây chỉ có phạm một lần tội thôi, nhưng mà Chúa cho một cơ hội, rồi hai cơ hội, rồi ba cơ hội để người ta ăn năn từ bỏ cái con đường đó. Nhưng mà khi người ta nói sao, nếu anh em có lỗi với ông và bây giờ họ trở lại, họ xin lỗi, thì có phải tha họ, thử cho họ mấy lần? Có phải 7 lần chăng? Chúa đã hỏi ông là con số 7, phải không ạ? Bây giờ là xem có cái việc mà tha thứ của mà Phi-e-rơ đã nói đến là 7 đó, thì nó có phải là cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh không? Ở trong Cựu Ước thì Đức Chúa Trời cũng tha thứ 3 đến 4 lần. Chúng ta xem sách A-bốt đoạn 1 câu số 11. Sách A-bốt đoạn 1 câu 11. Tôi sẽ đọc lời Chúa ở đây. Đức Chúa phán như mày: bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp 3, gấp 4 lần nên ta không xoay bỏ án phạt khỏi đó. Vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng thương xót và cơn giận đó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự hận nộ đời đời. Đối với cái người mà không tha thứ hay là phạm tội liên tục thì Chúa nói là gì? Tội ác nó gấp 3, gấp 4 lần thì phải bị phạt. Như vậy rõ ràng ở trong Cựu Ước là theo luật pháp thì phạt. Nếu như có lỗi, Chúa vẫn cho cơ hội để ăn năn, nhưng mà không ăn năn thì bị phạt. Cho nên nếu như chiếu theo Cựu Ước thì tôi và cha bị phạt nhiều hơn. Nhiều, phải nói là rất nhiều nữa, phải không ạ? Bởi vì chúng ta còn lỗi lầm rất là nhiều ở trong đời sống. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận một điều là gì? Là mỗi ngày chúng ta theo Chúa, chúng ta học về Chúa và Thánh Linh của Trời giúp đỡ, và chúng ta đã đổi mới. Chúng ta nói gì? Đang đổi ra mới. Đó là cái phước hạnh. Đang đổi ra mới là một phước hạnh. Chúa chờ đợi để chúng ta đổi ra mới. Nhưng mà trong cuộc sống là sao? Nếu 3 đến 4 lần nếu không là phạt, kể cả một dân tộc nào không cần biết, 3 đến 4 lần là phạt, kể cả dân sơ là dân quyển. Nhưng mà nếu họ phạm họ ép và họ không ăn năn thì Chúa phó họ cho dân Philippines, phó họ cho dân ngoại để dân ngoại đánh nó. Và dân ngoại dường như là cái roi để Chúa sửa phạt dân sự của Ngài. Cũng giống như tôi và chị em đã từng sửa phạt con của mình khi con của mình phạm lỗi nhiều lần và không sửa lại. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh chị em sẽ thấy Cựu Ước nhưng mà vẫn có sự tha thứ dồi dào. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Ê-sai 55 câu 6 và câu 7. Ê-sai 55 câu 6 và câu 7. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Câu số 7. Kẻ khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. À, như vậy Cựu Ước không phải chỉ là 3 hay là 4 lần, nhưng mà một người mà trở lại ăn năn với Đức Chúa Trời thì nó được tha thứ như thế nào chị em? Dồi dào. Dồi dào là cỡ nào à? Nó không có một cái giới hạn, phải không? Nó không có giới hạn. Nhưng mà tôi thường nghĩ rằng là qua cái cách dạy của Giê-xu thì chúng ta biết rằng là nó sẽ còn đặc biệt hơn nữa. Bây giờ chúng ta xem trở lại cách dạy của Chúa. Bây giờ Giê-xu cho một cái ví dụ sau khi
Peter hỏi rằng là có phải đến 7 lần không? Thì Chúa nói như thế nào? Ta không nói cùng ngươi 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7 là 490 lần. Nhưng mà đây là một cái người mà phạm tội trong một ngày. Một ngày có ai phạm 490 lần không? Nếu mà ai mà phạm tội 490 lần là chúng ta coi như là tôn làm siêu mẫu luôn này. Không có nhiều, chúng ta có thể là phạm tội 5-3 lần hay là mình thấy có lỗi với anh em mình. Tôi nhà tôi thì có cái anh mà hồi nãy nó tàn ở chút cái là chọc em ăn cái mà chút khiều cái họ đến móc chị hơn cái cái gì này. Mà cứ la rồi xong rồi con chơi mà con giỡn mà rồi cũng khiều cái cũng móc cái. Nhưng mà nó không phải là 490 lần đâu. Như vậy thì so với cái sự tha thứ dồi dào trong bữa thì ở đây nếu một ngày mà 490 lần để tha thứ thì chúng ta nghĩ rằng là một tháng là bao nhiêu, một năm là bao nhiêu, một cuộc sống khủng khiếp. Như vậy nó hơn cả cái đời dồi dào được phải không ạ? Nhưng cái sự tha thứ này nó có một cái điều kiện kèm theo, chứ không phải là tha thứ là miễn phí. Nó có điều kiện kèm theo. Điều kiện đó là gì mà em? Chúa Giêsu ngày dạy có một người kia mắc nợ là một vạn ta lân và không có khả năng để trả nợ. Thì người chủ kêu là bây giờ bán vợ bán con bán gia tài để trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống dưới chân chủ mà xin rằng: thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả. Chủ bèn gì? Động lòng thương xót thả người về mà tha nợ cho. Cái con số 1 vạn ta lên tức là 10.000 ta lên. Ông bà chị em có thể chưa có ước tính được nó là bao nhiêu. Theo các nhà giải kinh mà thống kê, so với 1 vạn ta lên tức là 10.000 ta lên đó, thì nó tương đương với lại 10 triệu đô la. Yeah. Lớn hơn mà người gì? 1 triệu đô la là bao nhiêu, tỷ Việt Nam ạ? Cho làm tròn 24 đi ha. Tức là 1 triệu đô la là 24 tỷ. 10 triệu đô la là 240 tỷ. Con số này lớn hay nhỏ ạ? Rất lớn. Con số này rất lớn. Và nói như thế nào? Người này không có chi trả. Đến nỗi chủ nó là gì? Bán người, rồi vợ, con và gia tài luôn. Nhưng mà không được, không đủ. Và cuối cùng người này đang nghĩ: chủ ơi, tha cho con đi, tha cho con. Cuối cùng ông chủ tha bằng cái gì? Bằng cái lòng thương xót. Cứ nói cái gì? Ông chủ này động lòng thương xót và tha cho người, cho về nghe với vợ con. Nhưng mà khi trở về thì sao chị em? Gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 DDA. 100 DDA này trong cái sách giải kinh thì 100 DDA nó tương đương với 100 đô la. Với thiếu là 10 triệu đô la, với một người thiếu 100 đô la, cái tỷ lệ nó quá khập khiễng. Nhưng mà người này trở về bạn mình và thấy bạn mình như vậy, nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: hãy trả nợ cho ta. Người bạn này cũng sắp mình xuống xin cái người đó: xin giảng cho tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứ, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Như vậy chúng ta thấy là cái người mà thiếu nợ một vạn ta lên, người này cũng là một người đầy tớ của một ông chủ. Và người này cũng là người chủ nợ của một người nợ ít hơn. Thật ra cái từ cái điều mà Chúa Giêsu cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái con số, nó chân là cực kỳ chân lật này. Cái nợ đây không nói về tiền bạc, nhưng nợ đây nói về tội lỗi. Mỗi người trong tôi và ông bà chị em, chúng ta có mắc nợ Đức Chúa Trời không? Chúng ta thở không khí có tốn tiền không? Chứ vô trong bệnh viện mà thở oxy một ngày thì nhiêu ạ? Tốn kém lắm.
rồi chúng ta sử dụng năng lượng của Chúa có bị bắt trả tiền không? Cũng không luôn. Trong khi mỗi tháng Hội Thánh ở đây trả trên dưới 5 triệu tiền điện. Để chúng ta sử dụng điện, chúng ta sử dụng tất cả mọi thứ trong sinh hoạt. Nhưng mà chúng ta sử dụng điện của Chúa, điện miễn phí suốt bao nhiêu năm, từ thế hệ này qua thế hệ khác mà chúng ta không trả một đồng bạc nào. Chúng ta được Chúa ban cho hạt giống để chúng ta gieo trồng, để có cây cối, để chúng ta thu hoạch, chúng ta sống. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta gì? Con chỉ dâng lại 1/10 của cái lợi tức của con có thôi. Nhưng mà chúng ta làm gì? Mình ăn luôn cái hạt giống đó luôn. Ở đây nếu một cái mảnh đất mà chúng ta cứ ăn hết hạt giống thì mảnh đất nó còn có thể sinh sôi nữa, nó sẽ khô cằn và chết. Không phải Chúa muốn lấy tiền của chúng ta đâu. Chúa nói sao? Bạn là của ta, bạn là của ta. Anh chị em nhớ cái con sông từ Eden nó chảy ra, cái con sông Pison nó chảy ra cái gì? Vàng, nhũ hương và bích ngọc. Vừa rồi tôi xem một cái clip nói là nếu như chúng ta du hành vào trong lỗi trái đất thì chúng ta sẽ bị, và đi vào trong lỗi trái đất khoảng 5.000 cây số trên dưới 4.000-5.000 cây số thì ở đó là kim cương và vàng. Cho nên núi lửa nó phun trào ở dưới nó, nhiệt độ đó là khoảng trên 5.000 độ C. Và cái ở dưới nó phun trào lên thì cho nên mới có kim cương rồi, nhưng mà cần đến tay hay là vàng cũng không đấy. Cho nên ngay cả cái đất này Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả những kho báu. Rồi ngày hôm nay chúng thấy là đất hiếm, phải không? Người ta nghiên cứu nói rằng là đất hiếm để mà sản xuất ra những cái iPhone hay là những cái vật dụng điện tử đó là phải có đất hiếm để sản xuất cái con chip, cái chất bán dẫn. Và Trung Quốc là nhiều nhất, Việt Nam đứng thứ hai. Dạ, Việt Nam mình giàu nha, phải tôi không có thu vào đâu. Chưa, Việt Nam đang khoan cái dàn khoan chỗ mỏ mà cái đại chương chính thì phát hiện một cái trữ lượng dầu khoảng 3.000 tỷ đô la. Anh em khủng khiếp vậy. Cho nên Trung Quốc bằng mọi giá quấy rối, mặc dù bản chương chính đó là nằm trên thiên đường địa của Việt Nam. Và bây giờ Mỹ sẽ đứng ra để bảo vệ cái Việt Nam. Cho nên là chúng ta đang có những cái kho tàng. Rồi tôi nói cho em rằng là ngay cả chính cái kho tàng sự sống mà Chúa cho chúng ta ở trong cơ thể này, Chúa cho chúng ta có cái khả năng để tự chữa lành trong cơ thể. Khi có những cái vi khuẩn virus nó tấn công vào thì chúng ta tự có cái khả năng để tự chữa lành. Cho nên những điều mà chúng ta mang ơn Đức Chúa Trời, chưa mang ơn Đức tạo hóa quá lâu. Và chưa hết, Chúa lại chuẩn bị chúng ta là gì? Ngay khi chúng ta là một tội nhân thì Chúa vì chúng ta chịu chết để đền tội chúng ta. Và ngày cuối cùng khi ta qua đời thì sao? Nếu Chúa Giêsu chịu trở lại thì Chúa đón linh hồn chúng ta để ở với Ngài đời đời. Và Ngài xây dựng lại, Ngài lập lại trời mới đất mới và Jerusalem mới để cho người công bình an ở. Cho nên đây là một cái lời hứa rất là tuyệt vời, phải không bà chị em? Như vậy, tôi và chị em mắc nợ Chúa khoảng 10 triệu đô la. Nhưng mà bây giờ mình không có chi để trả. Tôi biết bán vợ tôi được nhiêu tiền đây. Vô giá. Ba đứa con tôi biết bán được nhiêu tiền. Nhưng mà cái người này sao mà chủ nó hơi giờ bán vợ đi, mà bán chính tôi luôn, mình bán con tôi luôn, bán gia tài luôn, đặt cả nợ. Nhưng người này tới rồi sao? Giờ cô không có giải quyết được gì hết. Cuối cùng là gì? Chúng ta tha có nghĩa là miễn phí đó. Xóa. Tôi nói bà chị em, không có một cái điều gì sung sướng cho bằng khi mà chúng ta phạm tội mà được tha thứ. Đừng nói chi cái tội tài trời. Có những cái lỗi lầm với nhau thôi mà chúng ta xin cái người anh, người chị, người vợ, người chồng của mình để làm hòa lại. Và khi cái người đó đồng ý làm hòa, chúng ta thấy một cái niềm vui tràn ngập và không có điều gì sung sướng cho bạn. Nhưng một cái nợ mà nợ nặng nhất mà tôi bà chị em, nó cứ đeo đuổi trên tâm trí của chúng ta, nó cứ dày vò trong cái lòng của mình, đó là nợ tội lỗi. Gia-cốp là một người mắc nợ cha và mắc nợ anh vì cớ lừa ăn gạt cha. Ông đã chạy khỏi gia đình của mình 20 năm, và bây giờ trên đường trở về
Cái điều ông căng cánh ở trong lòng là ông muốn làm sao để cái lỗi này được giải quyết. Thì ông gặp gỡ Chúa và ông nói là phải ban phước cho tôi, ban phước cho tôi, ban phước cho tôi. Nếu không ban phước tôi không muốn người đem. Và cái phước mà gia tốt mong ước nó không phải là tiền bạc, bởi vì ông quá giàu. Vật chất ông đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Tội trai tới gái đầy đủ, không thiếu gì cả. Và cuối cùng thì thiên sứ của Chúa Ba hỏi ông: tên ngươi là gì? Dạ, tôi là Gia Cốt. Tên Gia Cốt có nghĩa là kẻ lừa dối, kẻ nắm gọn, kẻ chiếm vị hay là tiếm vị, lừa gạt. Ông nói tôi là một thằng lừa gạt. Ông đã từng lừa anh và ông từng gạt cha, và bây giờ thì ông muốn được giải phóng khỏi này. Và Kinh Thánh ghi lại gì? Thiên sứ Ba ban phước cho ông và rồi ông đi. Khi trời sáng, ông thức dậy và ông ngợi khen Chúa. Ông nói tạ ơn Chúa bởi vì tôi đã thấy Chúa và linh hồn của tôi được giải cứu. Có những cái điều mà chúng ta bị cái lương tâm nó trói lấy. Anh chị em có từng đã bị lương tâm cắn rứt những cái lỗi lầm của mình mà từ năm này, tháng nọ, tháng kia không? Và cái điều đó dày mặt chúng ta là chúng ta khốn khổ, phải không ạ? Chúng ta không được tự do. Giả sử một ai đó có phạm tội giết người rồi lại gặp tôi nói rồi giờ tôi tha cho được không ạ? Người này tự do chưa. Nhưng mà chừng nào tòa án tuyên bố tha bổng hoặc là chủ tịch nước ký một lệnh ân xá, người này cầm lệnh ân xá xong, người này đi mà người này được tự do, và người này rất là vui mừng và bình an, không còn sợ phải trốn chui trốn chuỗi, người này được tự do. Cho nên tôi nói mà cho em cái tội của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi không nói về cái kiểu tội, nhưng cái tội nguyên tội của tổ phụ chúng ta truyền lại chúng ta, và chính chúng ta chỉ cần nói với Chúa một lời: Đức Chúa Trời ơi, con xin Đức Chúa Trời tha lỗi cho con. Và con nhận cái giống như là cái giấy mà gọi là ân xá, thì lập tức những cái sự dằn vặt ở trong lương tâm của chị em biến mất. Tại sao? Bởi vì chỉ có đấng cao nhất mới có quyền để tha thứ. Có những người họ vượt ngục vì họ án tử, nhưng họ vượt ngục nhưng họ đâu có được tự do. Cách này một tháng tôi đọc một cái tin, cái anh này không nhận ảnh giết người gì đó, rồi xong cái ảnh chốt, và cuối cùng ảnh làm lại cái hồ sơ, và cuối cùng ảnh lên tới là chánh án tòa án của một cái huyện đó. Chưa thấy ngon không? 20 mấy năm mà người ta không phát hiện, thì cuối cùng bên bộ công an họ đã tra, sau đó biết, cuối cùng đã xóa, biết anh này là ảnh là từng là phạm tội, tội phạm bị truy nã 25 năm về trước, và cuối cùng bắt anh ra quy án. Trong 25 năm đó, anh sống trong cái sự phập phồng lo sợ, không biết chừng nào mình bị phát hiện. Nhưng nếu anh được cái lệnh ân xá của chủ tịch nước hay là của một tổng thống của quốc gia thì sao? Anh còn sợ đúng không? Anh không còn sợ. Anh luôn luôn chính chắn trở thành một công dân. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng là tội đó là vì các ngươi không tin ta. Cho nên khi tôi và anh xem tin Chúa Giê-xu thì lập tức chúng ta không còn bị gọi là một tội nhân nữa. Giống như anh chàng này 1 triệu đô la, 10 triệu đô la, anh chàng này không có khiến có chi được trả, mà được chủ thương cho nên chủ tha cho về và xóa nợ. Wow. Còn thì mua gì bạn phải mà chết. Nhưng mà khi trở về và gặp một người bạn của mình thiếu có 100 đô, cả 100 đô này nói tôi kẹt tiền quá, thôi cho tôi khất đi. Không, bạn bỏ tù chừng nào trả hết thì ta mới cho. Và sau khi làm như vậy thì những người bạn của cái người đó thấy vậy và mét cái ông chủ: chủ ơi, cái người kia đó đã được chủ tha như vậy đó, mà về gặp một người bạn của mình có một chút xíu thôi, bắt đầu chút xíu thôi mà không chịu tha, thì bây giờ ông chủ tính đi. Cuối cùng làm gì? Ông chủ nổi giận, giao nó cho cái kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Và Chúa kết luận: nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho nên mình, thì cha ta trên trời cũng sẽ làm gì? Xử với các ngươi như vậy.
Cho nên sự tha thứ này có điều kiện. Để có thể được tha thứ thì chúng ta cần đòi hỏi những điều kiện. Như vậy thì vì sao chúng ta cần được tha thứ đấy? Tại sao chúng ta phải cần được tha thứ? Theo chị em thì trong tôi và chị em có ai không có nhu cầu được tha thứ không? Hay là mình nói rằng là ai có lỗi thì tôi không bao giờ, mãi mãi cuộc đời tôi không bao giờ có lỗi. Bao nhiêu người trong chúng ta chưa một lần phạm một lỗi nào ạ? À? Xin đưa tay lên này. Rồi vậy ai trong chúng ta là người từng phạm lỗi mà được tha thứ là xin đưa tay lên này. Tôi nhớ rằng là trong nhà tôi là tôi là người xin lỗi trước chứ vợ tôi có xin lỗi đâu. Mà sao cũng giơ tay. Có nhiều khi tôi phạm lỗi thì tôi xin lỗi đúng rồi, nhưng mà nhiều khi vợ tôi phạm lỗi và tôi cũng xin lỗi luôn chứ. Thật ra tôi xin lỗi để tôi làm gương cho vợ tôi và cho các con của tôi ở trong gia đình. Trở lại cái câu chuyện này thì chúng ta thấy vì sao chúng ta cần phải được tha thứ và chúng ta tha thứ. Cần được tha thứ đó là một nhu cầu. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có thể có phạm lỗi. Nhưng vì sao chúng ta phải tha thứ cho người khác? Đó lại là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tha thứ bao nhiêu lần là đủ? Phía ra thì nói là 7 lần là đủ. Nhưng tôi nói là không phải 7 lần mà 70 lần 7. Đó là một cái sự tha thứ cực kỳ lớn. Không có ai một ngày mà rảnh ở đâu mà phạm tới 490 lần để xin chúng ta tha thứ. Cái thời gian để xin tha thứ còn chưa đủ cho chúng ta một ngày nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là gì? Là chúng ta có cái nhu cầu để được tha thứ và chúng ta cũng là người tha thứ cho người khác. Ít nhất là tôi tìm thấy được 4 lý do mà quan trọng nhất để chúng ta có thể tha thứ cho người khác. Lý do thứ nhất, tha thứ để được tha. Tha thứ để được tha, đây là lý do thứ nhất. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho chúng ta tùy thuộc vào Ngài nhìn thấy thái độ và tấm lòng của chúng ta tha thứ cho người khác. Lý do tại sao? Bởi vì chính Ngài là đấng yêu thương, cho nên Ngài luôn tha thứ và tha thứ dồi dào. Cho nên Ngài muốn con của Ngài cũng phải tha thứ cho em của mình như chính Ngài mà. Cho nên tha thứ để chúng ta được tha thứ. Vậy thì nếu anh chị em nghĩ rằng mình không có nhu cầu cần được tha thứ thì anh chị em đừng tha thứ cho ai hết. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người có nhu cầu để được tha thứ thì chúng ta phải tha thứ cho anh em mình. Amen. Điều thứ hai, tha thứ là để được giải thoát, để được tự do. Khi chúng ta không tha thứ cho ai đó, chính là chúng ta đang cầm buộc chính mình và chúng ta cũng cầm buộc cái người mà chúng ta giận, chúng ta không tha thứ. Thông thường chồng và vợ thì ai là người xin lỗi đầu tiên? Ai hiểu được cái vấn đề tha thứ thì quyết định tha thứ là tốt hơn. Cảm ơn. Nhưng bây giờ hỏi nào quý ông, bây giờ hỏi ông nè, là trong một cái việc mà giận với nhau hay là tranh luận với nhau gì đó, bất đồng với nhau á, thì quý ông là người xin lỗi trước hay là thôi giờ hỏi quý ông ai là người xin lỗi trước? Xin chào tất cả này quý ông. Dạ rồi, đúng thì xin lỗi vợ về cái gì? Anh xin lỗi em bởi vì anh biết anh có lỗi gì ạ. Quỳnh thì sao ạ? Ai là người xin lỗi trước ạ? À? Hồi nãy thấy Phước giơ tay rồi đó. Xạo. Cái này dối lòng. Rồi ai là quý bà là người xin lỗi trước ạ? Ủa sao hiếm dữ vậy ta?
Thật ra thì tôi nghĩ là quý bà không phải không biết lỗi đâu, không phải quý bà không muốn xin lỗi đâu, nhưng mà đúng điệu làm giá phải không ạ? Nhưng mà làm giá lâu ngày nó thành cái đậu thì không ngon nữa. Cho nên là cái chưa nói là gì, người nữ như là người yếu đuối hơn. Vì vậy mà khi người nam là phải cần phải chủ động, tại vì đừng để cho cái tâm hồn của người vợ của mình hay là người nữ đó bị tổn thương. Khi mà lúc mà mình tranh luận với nhau đó thì mình quên mất là cái lời mình nói đó làm cho nàng bị tổn thương. Nhưng mà khi sống rồi tự nhiên cái mình cảm thấy áy náy, phải không? Mình cảm thấy áy náy buồn, mình nói với nó là cái lời bị tổn thương. Cho nên xin Chúa cho để gì? Chúng ta phải là người tha thứ để chúng ta được giải thoát, được tự do. Và khi tha thứ xong chúng ta phải nhẹ, vô cùng nhẹ. Lý do thứ ba là để được chữa lành. Wow. Tha thứ là để được chữa lành. Tại sao Kinh Thánh nói rằng cái rễ đắng nó châm vào lòng của anh em, cái rễ đắng nó sẽ ngăn trở cái lời cầu nguyện và ngăn trở phước hạnh của anh em. Và rễ đắng nó như là cái chùm bao an lan và nó làm tổn hại đến anh em. Cái người mà không tha thứ người khác, chúng ta giữ cái sự tổn thương cay đắng nó lâu ngày, tôi đảm bảo cho em là 100% sẽ bị bệnh. Tại sao? Khi mà buồn ngủ được, thế thì đồng hồ sinh học chúng ta nó bị rối loạn. Rồi làm gì nữa? Loét bao tử, ăn hỏng tiêu, loét bao tử, suy tim, giảm trí nhớ, rối loạn thần kinh. Bây giờ nữa, mỡ máu cao, sôi gan, đột quỵ. Có những người giận đột quỵ đúng không? Giận căng thẳng quá, phừng đập luôn, không kịp đứt luôn, không thay đổi được. Trên sự tha thứ lại có liên quan sự chữa lành. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 15 cho đến câu 16 cho chúng ta là ai nếu trong anh em có người có hoặc là có bệnh đó thì mời chúng lành đến. Sau khi dân cứu sức giàu cầu nguyện thì Chúa làm gì? Chúa chữa lành người đó. Và Chúa nói rằng trong anh em nếu như có ai có bất hòa với nhau đó thì hãy cầu nguyện cho nhau mà tha thứ nhau. Khi mà tha thứ nhau thì được chữa lành. Tôi không biết có kể cho anh nghe được một cô ở bên quận tư. Cô này bị thấp khớp, đi không nổi, cổ ở trên lầu 2 và suốt cả mấy tháng trời cô trên lầu 2 cô không được đi xuống. Thì con của cô gọi cho tôi đến và tôi thăm hỏi cô. Sau đó thì tôi cầu nguyện cho cô. Và anh chị biết là khi mà cầu nguyện thì tôi hỏi cô có sự cay đắng nào không? Có. Tôi đã giữ sự cay đắng này suốt nhiều năm rồi. Tôi nói cô ơi, tha thứ không phải là vì cái người đó đâu, nhưng mà vì Chúa, và cô tha thứ đi, cái gánh nặng sẽ không còn nữa. Và cô lập tức được chữa lành đó. Tôi kêu ngồi, cô ngồi lên cái ghế, cô cũng ngồi lên ghế nói gì. Cô nâng cái chân của cô và tôi co cái chân cô lại, co ra, co vô như vậy. Và nghe anh chị em có từng nghe bài chứ? Có từng nghe như vậy chứ? Nó bị cái khớp nó khô hết rồi. Đưa ra cái kẹt. Và đưa ra, co chân của cô lại, cô nhắc như vậy. Tôi nói bây giờ cô cùng cầu nguyện, cô quyết định tha thứ. Tha thứ là một quyết định, cô không cần phải chờ đợi người kia có biết lỗi hay không. Cô tha thứ để mình được giải thoát. Cô đồng ý. Và cô cầu nguyện xong, tôi nâng cái chân của cô lên. Và tôi nói dân danh Jesus Christ, tất cả những cái điều mà làm cho khô cái chân này, cái khớp gối này phải lập tức bị tiêu biến. Và xin Chúa cho chính thân thể này tiếp lên những cái dịch nhờn cho cái đầu gối này, và nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Sau đó thì tôi co chân cô lại và tôi giữ cái chân của cô. Bây giờ tôi nói cô cùng nhau đứng đây. Bây giờ cô đứng đây, cô đứng đây. Tôi kêu cô ngồi xuống, nhân danh Jesus ngồi xuống. Cô ngồi xuống và cô ngồi trong sự đau đớn đó chị. Đau đớn cô ngồi, đau nghe rất. Tôi nói được là tôi đang đỡ cô đây. Rồi đứng lên. Tôi đỡ cô đứng lên. Lần kế tiếp tôi kêu cô ngồi xuống và tôi đỡ cô đứng lên. Lần này cô ngồi xổm luôn xuống và cô đứng lên. Và cô nói ủa sao nhẹ quá chị vậy. Và cổ đi từ lầu 2, cổ đi xuống, cổ mua cho tôi bánh trung thu. Cảm thấy gì trung thu này? Cổ mua bánh trung thu và cổ lên tặng cho tôi. Tôi nói ủa sao mà giờ này cô mua bánh trung thu bao vậy? Dạ thưa mục sư, tôi mua dưới lầu á. Mấy tháng trời rồi tôi không thể đi xuống được dưới lầu. Tôi cứ ở miết trên tay đi chợ cũng không được. Mà tôi đi xuống cầu thang có 2 cầu lầu thôi, mà tôi phải lết từng cái bậc thang. Nhưng bây giờ tôi không lết nữa vì Chúa chỉ làm cho tôi. Hallelujah. Chúng tha thứ
nó là một cái phương tiện tốt nhất, nhanh nhất để Chúa chữa lành ông bà chị. Còn nếu chúng ta cứ giữ cái sự tổn thương cay đắng đó, thì trong cơ thể chúng ta nó sẽ tiết ra những cái chất độc để nó phá hủy cơ thể. Con rắn nó cắn chúng ta không phải gì, con rắn cắn mình mà chết. Mà đọc cái nào? Trong câu tôi nhất, đoạn 15 câu số 26, chúng ta cái nọc của sự chết phải không? Cái nọc sự chết là tội lỗi. Cho nên giữ sự cay đắng nó trở thành tội. Bình thường cái đắng tổn thương đó là một cái sự phản ứng ai cũng có, nhưng chúng ta giữ nó lại thì nó là độc tố ở trong cơ thể của chúng ta, và nó phát sinh ra những cái bệnh tật liên quan về sự tổn thương. Anh chị em muốn giữ bệnh này bao lâu nữa, hay là muốn chữa lành ngay hôm nay? Không cần người kia xin lỗi, tha thứ là tha. Như ở đây vậy, căn cứ vào tình yêu của Chúa, tha cho con cho nên con tha cho người khác. Còn quyết định con không giữ lại bất cứ một lỗi lầm nào. Và tôi đã học cái điều này từ nơi Chúa. Hồi trước đây ai làm cái gì đó tôi bị tổn thương là tôi ghim cút cái người đó, tôi giữ trong lòng ít nhất là 6 tháng, tôi nhơ đi nhơ lại, nhơ đi nhơ lại, tôi giảm luôn. Và tôi càng giảm thì tôi càng bị thiệt hại, tôi càng giảm thì tôi càng khô hạn, và không có một ai được chữa lành hết, không có ai tin Chúa. Nhưng mà khi mà tôi quyết định để tha thứ, tại sao chúng ta phải tha thứ? Cho nên vì tất cả con cái của Chúa, Đức Chúa là đối tượng để được ban phước chứ không bị đuổi xa. Vô hình chung tôi giận người đó, tôi cứ nói toàn là tôi nói điều xấu về người đó không? Cái điều tốt người đó có không? Vẫn có, nhưng mà tôi không nói về điều tốt. Tôi cứ nói xấu, tôi cứ nói xấu. Gần ai tôi cũng tìm đồng minh để tôi nói xấu đó, tôi chia sẻ này. Và thế là một thằng cả một thằng toàn là ai cũng bị đắng lòng đó. Nghe tới người đó là người đó đang có lỗi, trong khi tôi nghĩ là tôi có lỗi. Nhưng mà thật sự không có lỗi sao có khó? Sau này tôi nhìn nhận chính tôi là người có lỗi. Bắt đầu tôi không nói xấu người đó nữa, bắt đầu tôi chúc phước. Và sau này ai nói xấu người đó tôi tin được. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái sự tha thứ để chúng ta được chữa lành. Bao nhiêu người trong anh chị em còn giữ cái sự tổn thương trong lòng của mình thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên. Cho nên chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa để anh em phải cầu nguyện cùng nhau và tha thứ nhau. Nếu như cả hội thánh tất cả mọi người đều sống trong sự tha thứ, anh em thấy vui mà. Gặp nhau là mong gặp nhau lắm. Chúng ta mong gặp nhau lắm. Sáng nay tôi ở trong tô pha cà phê là ở ngoài tôi nghe tiếng của cô ta rồi. Trước khi chúng ta bước vào trong sự đồng chí, rất là vui. Anh chị em biết cô Tám với lại cô Hồng là ở xa, gần như xa nhất, phải không? Từ đây qua bên tên quận 7 nè, 27-30 cây số. Mà đi xuyên Sài Gòn chứ không phải là, cho nên cổ tranh thủ đi sớm để không có bị kẹt xe. Rồi xong ở đây chúng ta về, cổ cụ về lại cũng rất là xa. Cho nên khi mà chúng ta đầy cái tình yêu của Chúa, chúng ta có sự tha thứ và chính chúng ta tha thứ cho người khác, thì anh chị em thấy rằng là chúng ta lại mong gặp nhau chứ không? Không có. Ngán gặp nhau. Vợ chồng mà yêu thương nhau rồi thì thôi bấm bít đi nhau, đi đâu cũng đòi đi. Bây giờ tôi không đi đâu rồi giờ. Điều thứ tư, tha thứ là làm theo lời Chúa và có tấm lòng thương xót của Ngài. Tại sao Kinh Thánh nói gì? Chúa là đấng yêu thương, Chúa đầy lòng thương xót và Ngài tha thứ dồi dào. Cho nên ai là người sống trong cái thái độ tha thứ thì chúng ta là người sống trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa có ở bên trong chúng ta, Chúa có tấm lòng của Ngài ở bên trong chúng ta. Một lần nữa thứ nhất là tha thứ là một quyết định, không cần người khác xin lỗi, cũng không kể lỗi người khác. Tha thứ là tha. Giả sử người đó làm sai với mình, nhân danh Chúa Giêsu còn tha thứ và không kể lỗi. Và chính cái sự tha thứ đó giúp cho người ta sẽ được thay đổi từ thù trở thành bạn. Tôi cũng thú thật với bà chị em, có lần tôi bị một cái bài test và nó cực lớn. Tôi thấy cái bài cao đó là tôi thấy kém người. Lần mà tôi được mời về miền Tây để giảng cho cái buổi gọi là thông công của các mục sư ở miền Tây, thì cái người đứng ra lo cái công việc đó thì người đó mới gọi nói coi là mục sư giảng về sự hiện một giùm tôi nha. Đây là rồi tôi chọn bài hết, tôi vợ tôi đi xuống trước một ngày, và sau đó tôi đi cùng
tham quan với lại gia đình ở dưới Cần Thơ. Tới chừng ngày ông Sam này đi đến để mà giảng, thì tôi đi đến, thì mọi người biết tôi là diễn giả, đến giảng giảng. Mới vừa tôi thấy cái ông mà học thư người kia khó hết mọi quá. Coi như là nói như thế này, nước sông không phạm nước giếng. Thật ra thì mình chào ông cũng được, hay là chào xã giao cũng được. Rồi, tôi cũng lại chào xã giao, có khỏe không? Nhưng mà bắt tay lâu như thế này. Sao? Rồi xong, tôi qua được khách của bắt tay. Đến khi chuẩn bị lên giảng, tôi trong cái lúc mà tôi gặp ổng rồi là tôi tranh chiến để tôi đổi bài giảng. Tôi quyết định tôi nói đổi bài giảng, chứ con đổi bài giảng vì con không thể giảng bài giảng này được. Con giảng bài giảng này mà có ổng ở đây là con giảng không được. Tôi quyết định tôi đổi bài giảng. Tôi tìm đủ cái loại bài giảng, bài tủ, bài gì đó tôi lên đem ra. Cuối cùng không có bài nào mà tôi nghĩ thông được. Tại vì sao? Nhìn cái mặt của ổng là khó hơn rồi. Cầm đầu gọi là anh cháu tám bát mà cái người là năm lưng, năm nếp tát người này rồi năm lưng tại sao? Khó chịu lắm. Gặp mình thì một sư sau lưng của mình thì thôi là tạm là luôn. Rồi, tôi lên một giảng rồi mà tôi vẫn chưa còn thằng nào bị giảng, còn bài giảng thì chưa. Tôi tìm hoài, không có bài giảng tôi giảng được hết. Cuối cùng tôi phải bày giảng cái bài giảng là sự hiện một. Giảng là phải thực hành. Tới cái chỗ cao trào, mọi người hãy đứng lên tìm một người mà mình coi như là có, từng có những cái trục trặc gì đó mà chưa có được đả thông vào trong chữ. Hãy đặt bắt tay và cầu nguyện cho nhau và ơn với nhau. Tôi bước xuống một cái bước đi rất là nặng nề. Bây giờ bao nhiêu người, mấy chục người, bây giờ có cái ông này là cái ông là mình phải gặp ông, không gặp không được. Cuối cùng tôi bắt tay, tôi đỡ ông lên và tôi ôm lấy ông. Không phải vì ông to. Cảm ơn Chúa khi tôi làm được cái việc đó, bà em, tôi thật sự không làm bằng sức của tôi đâu, mà bằng sức của Chúa. Khi tôi công bố sự tha thứ, tôi chúc phước được cho ổng rồi, thì tôi nói nhẹ, ơi là nhẹ, nó vui, ơi là vui. Chúc hết tất cả cái này. Anh bà chị em biết cái ông dốt á, ổng phải làm một cái công việc, đó là ổng phải tha thứ và cầu nguyện cho ba cái ông bạn trời đánh. Cuối cùng, ổng được giải phóng. Cảm ơn chưa? Buổi sáng hôm nay, ông bà chị em có muốn được giải phóng không? Quyết định, tha thứ là một quyết định. Có thể người ta nghe ngay tại chỗ ngồi, ông bà chị em hãy nói trong danh Chúa Giêsu, con tha thứ cho anh Nguyễn Văn A, chị B, chị C. Ngày hôm nay trong tâm trí chúng ta được tha thứ trọn vẹn. Chẳng những chúng ta được tha thứ, mà trước khi chúng ta tin Chúa đã tha thứ rồi. Của lễ mà Đức Chúa Trời đã ban để chúng ta được tha thứ, đó là Chúa Giêsu đã chết tha thứ. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.